năm mới với những dự định tốt đẹp. Ca khúc Mùa Xuân Nho Nhỏ sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn sẽ do Tam Ca, Hồng Vân và Kim Dung thể hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
bày tỏ sự biết ơn đối với những vất vả hy sinh
trong cuộc đời làm cha, làm mẹ đã dành cho con, cho cháu. Trên đời có muôn vàn điều kỳ diệu, nhưng điều kỳ diệu đẹp đẽ nhất chính là trái tim người mẹ và tấm lòng của người cha. Có rất nhiều tình cảm trong cuộc sống, nhưng tình cảm thiêng liêng và sâu đậm nhất là tình cảm người mẹ và tình cảm của người cha, hay người ta luôn nói là tình mẫu tử và tình phụ tử. Dù có đến được cát cũng không thể đo đến được lòng mẹ, dù có thể đo được sớm chiều cũng không thể đong đếm được tình cha. Suốt cả cuộc đời, mẹ cũng như cha chỉ biết tảo tần lo lắng cho con, cho cháu. Có những công việc mà mẹ cha có thể không làm được, nhưng thay vào đó, cha mẹ suốt đời cần mẫn làm việc. Không có cay đắng nào mà mẹ chưa trải qua, chưa có gian khổ nào mà cha chưa nếm trải. Cho dù chúng ta có đi đâu, ở bất kỳ cương vị nào, thì vẫn luôn ghi nhớ những câu nói đã đi vào thơ ca: ông nào sức khỏe ngập tràn niềm vui và là tấm gương sáng cho con cháu. Chúc các cụ phúc như đông hải, thọ kỷ năm xuân. Chúc buổi lễ mừng thọ xuân Quý Mão năm 2023 của khu dân cư số 4 thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn. Sau một thời gian dài làm việc khẩn trương, lễ mừng thọ người cao tuổi khu dân cư số 4 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, lễ mừng thọ xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà và gia đình sức khỏe, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bác, các đồng chí tham dự buổi lễ mừng thọ đã góp phần vào thành công của buổi lễ mừng thọ hôm nay. Cuối cùng, tôi xin một lần nữa chúc toàn thể các cụ, ông, các bà
rồi làm sức khỏe là tấm gương cho con cháu. Chúc các cụ cũng như đông hải họ tỉnh Lam Sơn